Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc. Kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở chỗ cầu Hàm Luông nha. Ở phía sau lưng mình đó là thành phố Bến Tre. Đường này là quốc lộ 60. Cái này nếu các bạn đi thẳng luôn thì các bạn đi về bên mỏ Cài Nam với Trà Vinh rồi luôn á. Và đi về Thành Phú cũng được. Vừa qua cầu này là cái xã bên đây là xã Thanh Tân, cái này là của huyện Mỏ Cày Bắc. Thì hôm nay mình sẽ đi dọc cái xã Thanh Tân này, là mình chạy qua cái cầu này chút xíu mình gặp cái bùng binh, cái là mình quẹo phải làm đi dọc cái xã đó. Ở đây bạn thấy người ta trồng toàn là dừa không à, có một số chỗ mình thấy có leo que trồng mấy cây bưởi vô nữa. Này ở trên đỉnh cầu các bạn nhìn thấy nó mới rõ. Ở đây thì có dặm chuối nữa nè. Cái này là của huyện Mỏ Cày Bắc nha. Vừa qua cầu Hàm Luông thì phía bên tay phải mình người ta có mấy cái dừa hải sản, người ta bán nhiêu sò, ốc, hến, móng tay đồ cũng nhiều lắm. Ở giá này nó cũng mềm lắm. Móng tay ở đây thì khoảng 20 tới 25 nghìn một ký à. Còn nhiều khi đi ra ngoài chợ nó tới 3-40 cũng có nữa. Ở đây đa phần mình thấy toàn là khoảng 25 tới 30 không, đủ loại hết. Tính ra cái khu vực này nó gần cả chục cái dừa hải sản nha. Thường thì ở đây thì hàng là mình thấy đa phần ở dưới thành phố người ta lên đây cũng nhiều lắm. Ở phía trước mặt mình nó có cái bùng binh đó. Các bạn nếu mà quẹo trái thì mấy bạn đi lại bến phà Hàm Luông cũ nha, gần 3 cây số. Còn ở đây mình quẹo phải mình đi lên cái xã Thanh Tân này. Thật ra là nếu quẹo trái nó cũng xuống xã Thanh Tân nữa, nó có đường khúc mà còn khúc bên đây thì nó nhiều hơn. Còn đi thẳng luôn thì các bạn đi về Trà Vinh. Đường này thì mình thấy nó cũng nhỏ. Có bản đồ thì thấy chạy lên đây chút xíu là đường cục rồi. Ở đây thì mình thấy có quán xá nó cũng khá là vắng. Ở đây có ăn sáng với mấy quán sửa xe rồi. Còn cái gì đó thì đang làm vườn, đang quét ba cái rác. Thường ở quê mình mấy cái lộ quê là ba cái bao ni lông, ba cái vỏ chai rồi người ta dục cũng nhiều lắm. Ở đây cái chú này đang làm vệ sinh nè. Như quê mình thì ba cái rác là một là chôn, hai là đốt. Chôn thì mất công là phải đào mương độn nữa nên đa phần người ta đốt nhiều lắm. Nó đốt này ít, nó có bữa ha mình thấy nhiều chỗ đốt khối nghi ngút luôn. Đốt mình cứ tưởng như là ung mũi vậy. Thì cũng có cất nhà nữa nè. Đường này thì nó hơi bị xấu nên mình chạy nó khá là tưng. Chạy cái đường này về là ê mông luôn. Ở đây có cái tiệm bán tạp hóa. Này giống như bên trái mình giống như cất nhà để cho thuê vậy. Ở đây mình thấy đo toàn là người ta trồng dừa không à. Các bạn thấy hai bên gần như là ở đây mình thấy dừa nó chiếm tới hơn 90% á. Có một số ít thì ví dụ như lâu gặp thì vài cây bưởi hoặc là lươm chôm. Còn chuối thì gần như ở đâu cũng gặp. Ở bên trái mình chỗ này người ta có trồng bưởi nè. Còn ở ngoài thì lộ người ta trồng su đũa. Phía sau thì như là cây đó cây lâm chôm nha. Nhiều khi vườn bưởi hoặc là vườn dừa vậy đó, cái người ta có xen thêm những cây mai vô nữa. Thường thì trồng mai vậy thì nếu mà cái tán đẹp thì người ta bán, còn không thì người ta bán gốc. Thường mấy gốc mai mà bự bán 2-3 triệu cũng ngon lắm. Trồng chứ cũng khoảng mười mấy năm à.
Ở đây có trồng nhãn nữa. Nhưng mà dừa vẫn là chính. Ở đây thì gần như là quán xá cũng không có buôn bán được gì hết. Tại vì mấy bạn thấy đường thì người ta đi cũng ít xịt à. Ở đây nếu mà đi đường này thì đa phần là dân bản xứ ở đây người ta đi không à. Tại vì đi lên chút kia bên kia là đường cục và phải đi đò mới qua được bên kia. Ở đây có nguyên bụi tre nè. Thường thì ở dưới quê mình á, thì một á, là mở trại cưa, nhưng phía bên tay phải mình á, là trại cưa bây giờ thì đa phần người ta cưa dừa nhiều lắm. Cưa dừa để người ta làm đồ thủ công mỹ nghệ hoặc làm dán đồ, còn không có chỗ người ta đẽo cột. Còn không thì mở quán ăn, ví dụ như phở, hủ tiếu gì đó. Còn không thì được quán cà phê hoặc là sửa xe. Còn khá khá một tí nữa thì mở tiệm làm móng, gội đầu đồ, hoặc là tiệm hút thay, nó chỉ có nhiêu đó à. Còn ở dưới này thì nhiều khi là mở thêm được cái chỗ bán vật tư nông nghiệp nữa, cái đó thì vốn mạnh tí, hoặc là vật liệu xây dựng, lây quay lẫn quẩn thì nó cũng có nhiêu đó, hoặc là hàng tiện rồi. Này ấp văn hóa Thanh Sơn 4, thường ấp văn hóa thì nó sẽ có cái bảng hoặc là có cái cổng vậy. Ngày xưa thì bên cồn mình cũng được ấp văn hóa nữa, nhưng mà không cho làm lộ, cái sau này bị tịch thu lại. Ở nhiều khi nghĩ lời cũng thấy đau lòng. Ở đây dừa thì toàn là dừa lão không à. Thường mấy cái dừa này nếu mà người ta thấy không được thì người ta đốn, người ta trồng dừa mới. Lúc gà mình thấy người ta trồng dừa mới cũng nhiều lắm. Đang mùa dịch mà người ta cất nhà cũng nhiều ghê đúng không? Gần như là chạy đâu cũng thấy cất nhà. Đó, phía trước thì là ba cái củi nhãn, củi xài đồ. Ở bên trái mình thì cái này là nguyên cái vườn kiểng luôn. Ở đây mình thấy người ta chơi mai cũng nhiều lắm. Thường thường vườn nào cũng có trồng vài cây mai á. Có nhiều người người ta trồng ngay giống như là làm hàng rào. Ở phía bên phải mình đi ra ngoài nhà thờ nha. Cái này chạy ra chút xíu nó ra ngoài sông rồi, như là sông Hàm Luông hay gì. Ở đây thì có chỗ để trồng xoài nữa. Đu đủ cũng có nữa. Ở bên phải mình thì cái vườn đó là vườn dừa, nhưng mà người ta có đang xiên mấy cái cây bưởi vô nữa. Đường ở đây thì nó khá là nhỏ, có xe tải chạy mà mình phải né nó nữa, tại mình chạy như rùa bò nha, cái hồi nó bóp kèn không cũng mệt. Thường thì những cái lộ quê thì mình nghĩ chắc chừng vài tháng nữa là sẽ mở rộng hết trơn à. Ở bên mình cũng vậy đó. Thường mấy cái lộ này là đa phần bây giờ là mở rộng lên là khoảng 4 thước hoặc 5 thước vậy. Khoảng 4 thước, 3 thước rưỡi hay 4 thước vậy. Nói chung là xe ô tô với xe tải đều chạy ngon lành lắm. Đường này chắc chưa mở rộng, chắc cũng gần tới rồi đó. Tại vì trong đây nó hơi bị hẻo. Ở đây nãy giờ chạy mới gặp được cây xăng nè. Đây có cây sa kê nữa. Sa kê này có trái, nếu mà bạn luộc ăn cũng ngon lắm, ăn khá là bùi, còn không mà chiên cũng được. Hình như mùa này thì chưa có nhỉ. Đây có cây trứng cá nữa nè. Thường những cái quán người ta trồng hay trồng những mấy cây lắm, ví dụ như trứng cá hoặc là cây bàng hoặc là cây gừa đâu, mấy cây đó thì nó che nắng rất là tốt. Và cây sa kê thường thường thì người ta trồng trứng cá là cây đó lẻ nhất, trứng cá nó lên lẻ lắm, còn mấy cây kia là hơi lâu. Ở bên phải mình có trại cây giống nè. Ở đây thì toàn là mít không à.
gần như là nguyên cái huyện mỏ Cài Bắc này với lên Chợ Lách luôn á, là mình thấy toàn là mít không à, mít rất là nhiều. Ở đâu thì cũng gặp chú với dừa hết. Anh họ thì mình đi mình thấy có vài chỗ người ta cũng có nuôi bò nuôi dê nữa mà cũng khá ít nữa. Ở đây đa phần là làm vườn không à. Ở bên trái mình là mấy cái bụi dừa nước, nó mọc ở cái con mương đó là gần như bích dịch luôn rồi. Mấy bạn nếu mà thích ngắm cây cỏ thì cái đường này rất là tuyệt luôn, tại vì nó mát rượi nha, nhưng mà nó hơi bị vắng nha, nhiều người chạy đường vắng như vậy thì sợ bị cướp giật đồ, chứ thật ra mình thấy đường quê hồi đó thì mình chạy mình chưa có bị gì, bây giờ thì nó cũng an ninh lắm, đa phần là ngã ba ngã tư đều có camera hết trơn à, còn cái chỗ nào mà hay bị cướp giật nó cũng để camera nữa, còn không thì nhà khá khá người ta cũng gắn cái camera đằng trước nữa. Cái đường mình đang chạy nó xuống cấp cũng hơi bị dữ, chạy nó rất là tưng luôn, nó hơi bị dòng. Lộ đan mà bây giờ nó còn toàn là đá không à, nó mất cái lớp xi măng ở trên này. Ở đây thì cây trồng người ta trồng từ lưa hết trơn. Này mình đi qua tới ấp Văn Hóa Tân Thông 2 rồi. Ở đây mỗi cái ấp nó đều để được cái bảng đó hết trơn. Ở chỗ này có quay chậu nè. Bên trái mình có cây bông giấy rất là đẹp luôn, người ta làm thành những cái cổng luôn. Còn chỗ này thì vừa mới trồng, này trồng chứ cũng được vài năm rồi, và nhiều cây nhìn nó tơ tải kinh khủng luôn. Lúc gà mình thấy dừa làm như là nó bị nấm hay sao á, cây nào cũng bị cháy lá rất là nhiều luôn, ngày xưa thì cũng ít, còn giờ gần như là nó thành dịch luôn hay sao rồi, đi đâu cũng gặp. Còn mình ở bên cồn mình trồng thì mình bị đuông với bị gầy, nói chung là mỗi một miền nó sẽ bị một cái loại bệnh khác nhau. Ở bên phải mình nó toàn là dừa nước không à, dừa nước này mà vô mùa cái trái của nó mấy bạn chặt cho mấy bạn ăn cũng ngon lắm à. Còn cái lá của nó thì xé ra làm lá lợp nhà. Ngày xưa thì mình hay tắm sông là mình kiếm mấy cái bụt bè mà dừa nước vậy nè là lội. Thường thường đa phần thì mấy cái bạn nào mà tập lội là đa phần lấy dừa nước nó lội, nó tập lội không à. Giờ mình nghĩ chắc đa phần giờ học sinh giờ ta vô trường ta có hồ bơi hết trơn à, chứ đâu có ai bơm bập bè với bập chuối lội đâu, bập dừa chứ, bập dừa với bập chuối. Mùa này mấy bạn đi mấy bạn thấy mấy cái hàng rào nó nở bông đẹp không? Ở phía bên trái mình nó là trường Thanh Tân nha, này là trường cấp 2. Trường học này giờ thì xây lại cũng lên lầu hết trơn rồi, lên lầu 2 rồi. Này thì đang nghỉ hè. Ở đây thì gần trường học nên người ta có quán xá rồi nó cũng đỡ đỡ được một tí. Thường thì những cái đường quê vậy đó thì một là gần trường học, hai là gần chợ, còn không thì gần ủy ban đồ thì nhà cửa nó đông mới có quán xá thôi, chứ còn mấy cái khúc thường nó cũng vắng lắm. Ở đây thì gần như là mình không thấy nhà xưởng gì bự á, ở đây giống như là có cái chợ nhỏ nha, mà bạn thấy nó quán xá người ta đóng đóng cửa hết trơn.
Giờ này mình đi là khoảng 9 giờ nha. Giờ người ta buôn bán người ta cũng dẹp hết này. Ở phía bên trái mình là đường ra quỹ ban. Đa phần thì cái đường quê của mình thì thường thường khoảng 6 tới 7 giờ là lúc đó là người ta đông thôi. Chứ còn ở dạng mà 7 8 giờ trở đi là nó vắng lắm. Quán xá là nó cũng vậy nữa. Đặc biệt là quán ăn á, khoảng chừng 8 9 giờ là nó vắng rồi. Ta đa phần người ta ăn sáng nhiều. Thường thường thì nông dân thì người ta ăn sáng xong người ta đi làm. Chứ còn cái dạng mà 9 giờ mà đi ăn sáng thì chỉ có văn phòng đại gia đâu thôi. Ở quê mình thì thường thấy bán tạp hóa là thấy có ăn. Nhưng mà sợ là bán thiếu. Thường thường nhiều quán người ta bán tạp hóa người ta bị thiếu riết người ta mới hết vốn luôn. Tại vì ở quê là có cái tật mua thiếu nhiều lắm. Thiếu mà nhiều khi mấy bạn đòi người ta không trả người ta giận. Người ta không mua nên đi mua chỗ khác. Đủ chuyện hết trơn à. Bởi vì nhiều khi mấy bạn bán thiếu nên mấy bạn mất khách đó luôn rồi nè. Đòi cũng chết mà không đòi cũng chết nữa. Ở đây nó có nguyên cái dãy dừa luôn, chạy rất là mát luôn. Tại vì thường nếu mà chạy ngoài lộ là 9 giờ này, 9 giờ là nắng là nó cháy da luôn rồi. Lúc này 9 10 giờ là nắng kinh khủng lắm. Mà chạy đường này thì rất là mát. Ở phía bên phải mình có cái con kênh nhỏ đó nè. Cái này thì bữa nay trời không có gió, nếu mà trời có gió là còn mát dữ nữa. Bạn thấy hai bên thì toàn là dừa không à, chạy rất là đã luôn. Đường này thì nó chỉ có khuyết điểm duy nhất là cái lộ nó kinh khủng quá, cái lộ nó không có được láng, chạy nó tưng 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 tưng. Như thường mấy bạn đi những cái con đường vắng như này hay bị chó sủa lắm, đặc biệt là chạy chậm như mình nhiều khi bị chó nó được nữa, khổ đời lắm. Ở phía bên trái mình có cái dừa dừa này. Chỗ này hình như người ta trồng măng cụt hay gì, cái cây đó mình thấy khá là giống cây măng cụt. Măng cụt với lâm chôm ở đây như thấy trồng cũng nhiều lắm á. Nè có mít nữa nè, mít với nhãn, hai cái đó là hơi ít. Nó nhà nào thì cũng trước cửa cũng có vài cây mai hết. Ở đây thì người ta phơi củi. Phía bên trái mình là trạm y tế xã nha. Ở đây người ta xài củi khá là nhiều, mà bên trái mình á người ta chất củi người ta phơi vậy đó. Thường thì ở vườn thì đa phần mình thấy người ta xài củi nhiều lắm, có vẫn có xài ga nữa, nhưng mà dạng mà trường hợp ví dụ như buổi tối nấu nước hay gì cần tốc độ thì người ta sẽ xài ga. Ở phía bên phải mình là điểm nhóm Tinh Lành Thanh Tân, cũng như nhà mình vậy. Nếu mà nấu cái gì mà nhiều lâu thì người ta sẽ nấu củi. Còn cái dạng bắt ấm nước lên nhiều khi lười buổi tối phải đi nhóm lửa thì cực nữa, nên đa phần thì xài bếp ga không à. Còn nấu cơm thì hiện tại giờ có nồi cơm điện rồi, nó khỏe. Nhưng mà nhiều người người ta tiết kiệm tiền người ta xài củi, tại vì hiện tại giá điện nó cũng lên hơi bị cao rồi. Thường là nhà mà có những cái bà cụ rồi là đa phần người ta tiết kiệm lắm, tại vì thường mấy bà cụ đâu có làm ra tiền gì đâu, con cháu nó cho xài không à, nên nhiều người người ta hạn chế lắm. Chỉ có tuổi trẻ như mình thì mới xài ga nhiều thôi. Chứ lâu lâu mình về mỗi lần mình nhúng cái bếp củi cũng trần thân lắm. Phải đốt lá dừa. Lá dừa nhiều khi mà trời mưa mấy mùa này trời mưa nè, nó ẩm nó không có cháy. Phải lấy thêm dầu lửa mồi vô nữa. Mà dầu lửa mà mồi thì nó bị hôi, nó cháy nó hôi. Bên trái mình nó có mấy cái bông giấy nó nở rất là đẹp luôn, người ta làm giống như nguyên cái hàng rào. Đường này thì nó rất là vắng luôn, nãy giờ mình chạy gần như là gặp được có mấy người. Lộ này thì nó xấu quắc, chỗ này nè kinh khủng luôn.
lộ bê tông mà bây giờ thấy toàn là đá không à. Ở đây người ta cũng đang cất nhà nè. Mùa dịch như mình đã cất nhà rất là nhiều. Cái đường nó xấu đến mức mà không biết lựa chỗ nào mà chạy để cho nó láng luôn á. Ở đây mình thấy người ta trồng dừa thì nó còn đỡ đỡ, chứ trồng ví dụ như xài hay là trồng bưởi gì nó nhìn cây nó cũng te tua hết trơn à. Đặc biệt là mấy cây bưởi nhìn cái màu nó khá là thấy gầu luôn. Ở phía bên trái mình có trại cây giống nè. Đây là như là mảng cầu. Với mít. Mảng cầu thì hình như là mảng cầu na. Với mảng cầu sim lúc rồi mình thấy cũng mít ai bán nè. Ở đây cũng có cất nhà nữa nè. Mùa dịch làm cũng ra tiền mà đâu mà đi đâu cũng ai cũng cất nhà, chả hiểu luôn nữa. Làm như là mùa dịch thất nghiệp rồi đi làm không được rồi nên ở nhà bán vàng bán đất ra để cất nhà hay sao á. Ở đây cũng trại cây giống nữa nè. Ở đây mình thấy măng cụt với mảng cầu na rất là nhiều luôn. Với mít nữa, ba cái loại đó gần như là chủ lực ở khu vực này hay sao. Bên trái mình nãy là ấp Văn Hóa Tân Thông 3. Cái đường này thì nó rất là vắng, nó gần như là nó có vài cái địa điểm tham chiếu à. Nên mình thấy mấy cái ấp đó mình sẽ ghi vô luôn để cho mấy bạn có địa điểm tham chiếu cho mấy bạn coi. Chứ nếu mà tính ra chạy nguyên cái đường này thì nó được có cái chợ, cái ủy ban, với cái trạm y tế, với mấy cái trường học đó, chứ không có gì đặc biệt nữa. Ở đây người ta xài củi dừa cũng rất là nhiều nè. Thường thì ba cái củi này nếu mà mùa mưa mà không đậy lên là nhúm lửa là trần thân luôn. Ở đây thì mấy cái hàng rào nó bị ba cái dây leo nó bò nó bít chịt à. Ở đây có trồng sả đó nè, phiên tay phải mình diễn phiên tay trái luôn á. Sả người ta cũng hay trồng sát lộ lắm. Này bên trái mình là vừa cây giống nè. Người ta trồng bít chịt hết trơn, cái này ra bầu rồi. Thường thì mình thấy người ta trồng cây giống là người ta trồng nguyên một cái luống như là trồng rau vậy đó. Cái nó lên chắc chừng cỡ 1 2 gang vậy đó, cái người ta cho nó vô bầu. Rồi sau này cái người ta cắt ngang, người ta ghép đọt vô nè. Ở đây cũng trại cây giống đó nè. Bên trái mình nó là ba cái bông giấy. Bông giấy đó như là giống là những cái kiểu giống như là bông giấy Mỹ vậy đó. Lúc gà bông giấy Mỹ thì đa phần người ta trồng người ta để luôn trong cái chậu để người ta lấy gốc. Thường ra cái gốc rất là quái luôn, làm giống như làm bonsai. Thường là trồng cái đó là khoảng 10 tháng là có thu hoạch đây. Lúc đầu mình chạy ngang mình thấy ủa sao kỳ, người ta trồng bông giấy mà sao người ta chất lên lượt 2 3 cái chậu. Sau này hỏi ra thì mới biết. À, đây có trồng xài nữa nè, mà cũng ít lắm. Thỉnh thoảng thì có gặp vài cây me, giống như là người ta trồng dừa người ta trồng thêm mấy cái cây kia xung quanh á, ăn cho quanh năm là đặng có đủ trái cây để ăn. Ở đây có bạch đàn nữa nè. Gần như là chạy cái đường này thì không có biết nắng là gì hết. Lâu lâu rồi mới gặp được 1 2 người thôi. Ở phía bên phải mình thì cái vườn dừa người ta đang đốn.
Dạ, này là cái dừa dừa nè. Dừa dừa này hình như là có lột cơm luôn nữa. Thường mấy cái dừa dừa khô đó là người ta sẽ có lột vỏ, xong rồi người ta đập, người ta lấy nước, rồi người ta cạy cơm ra, rồi người ta bào ra nữa. Thường những cái chỗ đó là người ta sẽ đưa lại những khu công nghiệp để cho người ta chế biến thêm nữa. Này giống như là hàng gia công. Ở phía bên phải mình người ta trồng nguyên một cái vườn mai luôn. Ở này người ta tạo dáng để người ta bán Tết hay sao á. Thường mấy bạn thấy mấy cây mai gì chứ mà mấy cái gốc bự bự đó, rồi đụng vô là 5-7 triệu mà chứ không có rẻ. Mình đi tới khúc đường này thì nó xấu kinh khủng luôn rồi, nó càng ngày nó càng xấu. Ở đây làm như là đổ hồ non hay gì vậy? Ở lòi đá lên luôn. Ở đây có nguyên hàng cao bên tay trái mình nè. Này nhìn cao kiển cái gì vậy? Ở đây có trồng bưởi nữa. Ở phía bên phải mình là cái trại cưa. Ở đây thì bây giờ đa phần cưa thì toàn là cưa dừa không à. Này có này mấy gốc giống như mấy gốc xài hay gì. Hai bên thì cỏ nó mịt mù hết. Cái đường xấu vậy mà xe du lịch nó cũng vô được đây nữa, cũng hay thiệt. Mình chạy nãy giờ là mình thấy nản chí tới luôn. Ở bên trái mình thì như là người ta cái chỗ người ta bán bông giấy hay gì vậy. Thường thì những cái trại cây giống ở trong đây á, thì người ta sẽ chở xe qua lâm, người ta ra ngoài quốc lộ, người ta chất xe tải người ta đi, còn không thì nhiều chỗ người ta đi xe qua lâm luôn. Qua ấp Văn Hóa Tân Thông 4 rồi nha. Bên trái thì nó đang làm lộ. Khúc này thì nó siêu xấu luôn. Nếu mà tính ra nhiều khi chạy lộ đất thấy nó ngon hơn chạy lộ này nữa. Ở mấy cây dừa bạn thấy nó ốm nhách mà nó cao nhọng nhọng luôn. Thường mấy cây dừa mà nó ốm quá thì bán nó cũng khó nữa. Thường người ta mua thì đa phần người ta mua dừa già mà thân nó phải bự nữa. Ở đây thì dừa nước không à. Ở phía bên trái mình cũng có trại cây giống nữa nè. Ở đây thì đa phần người toàn làm ăn cục với mảng cầu không mà. Xa xa nhiều khi mình thấy được một hai chuồng dê, chuồng bò rồi. Ở phải mình có cái hàng cây bông bụp nè, nó nở bông đẹp lắm. Nó bông đỏ đỏ đó. Ngày xưa thì cái bông đó mình kéo cái nhị ra cái mình làm như cái lồng đèn vậy. Mà giờ mình nghĩ chắc không ai chơi gì nữa. Còn cái lá bông bụp đó thì mình dò ra mình trộn với nước rửa chén á, mình làm bong bóng mình thổi. Có cái lá bông bụp nó vô là cái bong bóng nó dai dữ lắm. Chứ còn không bình thường thổi ra là nó bể à. Bên trái mình làm như người ta bơm cát lên để người ta mở dừa cây giống nữa hay sao. Khi bên phải mình thì toàn là cỏ tranh không à. Ba cái cỏ này là mần là đổ mồ hôi luôn á. Cái gốc ở dưới nó đâm cũng ghê lắm.
Thường mận cỏ mà sợ nhất là cỏ tranh với cỏ cú á. Cỏ cú thì nó có củ nữa. Ở bên trái mình thì nó có trồng ba cái su đủ á. Này chắc trồng cho dê ăn quá. Thường thì dê nó khoái cái món lắm. Còn anh đi trước là anh shipper, anh chở hàng nó dính cái hùng chạy thấy gầu ghê luôn. Cái đó mà nó rớt đó là ngáp luôn. Ở bên trái mình cây nhãn này nó bị đầu lân rồi. Thường lúc gầy nhãn quế là bị đầu lân kinh khủng lắm. Phải xịt thuốc, còn không xịt thuốc là nó ra chùm 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 vậy đó. Toàn là ổ nhện không mà chứ không có cái trái nào trong. Tại vì nên giờ nhiều người nó chuyển sang là trồng nhãn xuồng. Nhãn xuồng thì nó ăn ít hơn nhưng mà nó ít sâu bệnh hơn là cái nhãn lông như nhãn quế. Bên trái mình thì toàn là dừa nước không à. Đây người ta bán quán nước. Cái đường này là mình chạy lạc, nếu mà đúng ra nãy mình phải đi cái đường bên kia rồi mình phải qua, nhưng qua cái cầu Cái Cấm đó mình mới quẹo, nhưng mình lỡ lộn chạy đường này kìa. Đây là trường mẫu giáo Thanh Tân nha. Ở bên trái người ta có làm cái chậu trên cây sa kê nữa. Đúng là đi cái đường này giờ mình hơi hối hận, nó quá xấu luôn. Bởi vì đa phần mình chạy là mình hay chạy ngoài đường quốc lộ là vậy á, chạy lộ nhựa nó đỡ lắm, còn chạy lộ xi măng thì nhiều khi nó xấu, là chạy trần thân luôn. Tại vì đa phần mình thấy lộ xi măng nó không có bền, làm mới làm thì thấy đẹp lắm nhưng mà làm chừng 2-3 năm mà là nó tróc ra nó lồi đá lên. Mà chỗ nào mà người ta có xe qua lâm đó, nó chạy nó chở vật liệu xây dựng đó là bấy phá hết. Ở đây giống như là có cái chợ nhỏ nha. Bây giờ mấy cái sạp hàng này người ta cũng nghỉ hết rồi. Bên trái mình thì cũng cây giống nữa. Bên phải như có cái trường học nè. Đây là trường tiểu học Thanh Tân. Trường này chắc không có cất lại quá. Tại mình thấy nó có một tầng trệt à. Thường những cái tường mà một tầng trệt như vậy đó là một thời gian là người ta sẽ đập bỏ. Tại vì đa phần giờ trường học người ta cất là người ta cất lên lầu hết trơn à. Ở bên phải mình có cái dừa dừa nữa. Thường thì ở Bến Tre đi đâu cũng gặp mấy cái dừa dừa hết. Có chỗ thì lột dừa, có chỗ thì bào cơm dừa. Nhưng mà đa phần thì người ta sơ chế rồi người ta giao cho khu công nghiệp không mà. Chết ai mà ra thành phẩm lắm. Ở bên trái mình đó là chùa Đức Dân. Chùa này mới chạy vô chút xíu nữa. Này hồi mình chạy ra tới bến đò nha, rồi mình đi về chứ mình không qua đò đâu. Chạy những cái con đường quê vậy là nó rất là yên tĩnh. Nhiều người nói thì chạy mấy cái đường vắng như là người ta sợ cướp, còn mình thì mình chạy mấy cái đường vắng này mình chỉ sợ chó nó rượt thôi chứ không có sợ cướp. Ở bên trái người ta trồng mai chứ, người ta trồng sát lộ vậy. Thường là những cái mai đó người ta trồng người ta bán gốc không à, tại vì nhìn cái tàn nó xấu quắc rồi.
giờ mua rồi người ta phải cắt ngang người ta dưỡng lại. Ở đây mình thấy toàn là lâm chôm với măng cụt gì đâu không à. Đây có mít nữa nè. Nhà cửa thì nó rất là thưa luôn, đa phần là đất vườn thôi mà. Nếu mà ở đây gần như là cũng không có buôn bán được gì nhiều á, tại vì chạy lên đây chút xíu nữa là đường cụt về. Này mấy bạn phải đi qua đò mới được. Nếu mà ở đây mình nghĩ bắt cây cầu nữa là rất là ngon luôn á. Bắt cây cầu thì nó sẽ qua bên ngay chỗ xã Hành Ngãi, là nó nối liền qua cái đường ngay chỗ chợ Ba Bác rồi luôn á. Mà mình nghĩ là khu vực này nó sẽ phát triển lên liền à. Tại vì ở đây thì đường cụt thì chạy đây chỉ có dân bản xứ người ta đi thôi, chứ còn thì đi đò nó cũng trần thân nữa. Đi đò thì phải đợi mệt lắm. Ở đây thì cái ngã ba người ta bán đồ, bán tạp hóa, bán nước rồi. Thường ở dưới quê là vậy, những cái ngã ba ngã tư thì nhà cửa nó sẽ đông đông chút xíu là sẽ có tiệm tạp hóa hoặc là tiệm cà phê đồ. À, ở đây rất là mát luôn nè. Ở đây thì ta đốn ba cái cây người ta chất củi nè. Thường thì ba cái củi đó nếu mấy bạn không xài, mấy bạn bán nhưng có nhiều chỗ người ta thu mua về để người ta làm than cũng có nè, người ta bán thước. Còn không thì có nhiều chỗ người ta mua về người ta đẽo gọt, người ta đóng dán đồ đủ kiểu hết. Thường mấy khúc củi bự á và làm thớt rồi. Còn phía trước mặt mình là bến đò nha. Này qua nhìn bên kia thấy được bờ sông bên kia luôn, cái sông này cũng nhỏ chứ không bự. Bên đò này cũng có chút xíu à. Rồi clip mình kết thúc tại đây nha, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.